Chào bà con nha, hôm nay thì bà con cái sườn K6 nè, K62, chịu 7 nha con. Bánh bỏng đầy đủ luôn, cái sườn không chịu 2, lưỡi bò xới còn nguyên luôn nè. Bà con nào muốn chục chới sang chục hay cài được luôn là gỡ này ra là xới chạc chục được luôn bà con. Gỡ đuôi rời được luôn, cá của sườn cá đẹp nha con. Quá đẹp luôn nè. Sườn này còn khá đẹp nha. Quá đẹp bà con ơi. KU72, KU62. Đây, KU62. Chỉ có 1 triệu 7 nha bà con, đủ đồ hết trơn nha. Nguyên cái sườn là 1.7 nha. Sườn 1.7 đây đẹp cực kỳ không. Bánh bọng lưỡi xới còn nguyên vẹn mà con về cứ xới thôi. 1.7 một sườn KU62 nha. 1.7 sườn. Đẹp cực kỳ bà con ơi. Chỉ 1.7 một sườn thôi. Bánh bọng đầy bộ bánh lái đầy đủ luôn rồi con. Đây bánh lái của nó đầy đủ đây luôn. Bánh lái của nó luôn. Vậy bà con cứ việc xài thôi. Bánh bọng đầy đủ. Con về có việc xài thôi. Về xới sang chục đĩa tì bà con. Và xới sang chục được chưa? Alo. Nghe này. Đúng rồi. Ngon lắm anh, cũng đỡ lắm. Dạ cũng ngon lắm. Dạ dạ rồi. Con này cũng khá đẹp, ít xài rồi con. Ốc ác cũng còn 7 màu luôn nè. Vàng xới nó ít xài à, ốc ác còn mới chát luôn nè. Đây, ốc ác còn 7 màu luôn nè, biết ít xài nè. Đây, rất đẹp rồi con, ốc cũng khá đẹp luôn nè. Chỉ 1.7 một sườn rồi con. Alo. Còn 60 rồi anh. 60. À, không bán tại chỗ anh. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi rồi ok. Nó còn khá đẹp mà con, tay đậm một xi còn mới chát nè. KU62 1.7 nha. KU62 1.7, sườn còn khá đẹp nè. Với 1.7 một sườn đó bà con ơi. Rất đẹp bà con ơi. Con về là xài luôn à. Tại cái sườn này còn mới lắm, ốc ác rồi nè. Nó còn 7 màu luôn mà biết cái nào nè. Rất đẹp luôn à. Ốc ác còn 7 màu luôn bà con. Khá đẹp luôn bà con. Lưỡi xới rồi còn nguyên luôn nè. Bà con cứ về xới thôi. Con gắn máy xăng hay máy dầu nhỏ nhỏ 5-6 nữa là xài được rồi. Đây. Đây luôn. Lưỡi con còn nguyên vẹn rồi. Con này khá mới, ít xài nè. Ốc ác này con nhìn vậy là biết ít xài. Ốc nó ít xài lắm, nó đẹp như nè. Tay số còn mới là biết ít xài. Sườn này còn khá đẹp đúng không? Trong mới chát. Ốc ác nè, sên còn mới, ít xài. Bánh bỏng còn vậy là ít xài nè. Tại chủ yếu để lâu mưa nắng lâu ngày thôi. Sườn xới KU62 1.7. Khá đẹp rồi con, quá đẹp luôn. Ốc ác còn quá đã luôn nè. Quá đẹp. Như 1.7 một sườn nữa nè con. Đầy đủ luôn. Ta KU62 lưỡi xới đầy đủ rồi con, về xới luôn nè. Đây ốc ác còn nguyên vẹn luôn nè. Con cứ về xới là ok à. Khá đẹp. Tay số rồi còn mới chát. Cái tay tha ra là còn mới chát. Còn 7 màu luôn, biết xài luôn. Đẹp rồi nè. 1.7 một sườn nha bà con. Bà con nào có nhu cầu alo nè. 0886356707. KU62 1.7 một sườn. Quay vòng bà con coi nha. Bà con nào chục trang xới được nha. Tại cái đuôi này kéo rời được. Mà con nào muốn trang thì gỡ đuôi này ra, trang muốn cài thì cài vô, muốn gắn đầu mọt luôn. Tại đuôi này gỡ liền ra được. Nó không dính liền chứ gỡ ốp trên ra là chạy được à. Chỉ 1.7 một sườn thôi bà con ơi. Con này còn khá đẹp nè. Con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.